Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, lượng khách đến Đà Nẵng bắt đầu tăng trở lại. Hiệu ứng từ các chương trình kích cầu du lịch nội địa cũng như chiến lược quảng bá Đà Nẵng, điểm đến an toàn đã bắt đầu đem đến những tín hiệu khả quan. Bắt đầu hoạt động trở lại từ đầu tháng 10 năm 2020 đến nay, với gần 600 phòng, từ chỗ công suất phòng chỉ đạt 5-6%, đến nay, cùng với sự khôi phục trở lại của du lịch Đà Nẵng, công suất phòng của cơ sở lưu trú này đã lên đến xấp xỉ 50%. Trong thời điểm hiện tại thì nguồn khách có được cái sự có hy vọng và có tiến triển hơn so với tháng 10 và đầu tháng 11 vừa rồi. Tình hình công tác phòng chống dịch khi mà khách sạn hoạt động trở lại thì khách sạn triển khai rất là chặt. Từ cái khuyến cáo 5K của Bộ Y tế cũng như là cam kết với sở du lịch về cơ sở lưu trú an toàn thì khách sạn đã triển khai về nhân lực và vật lực đầy đủ. Sự tăng trưởng về lượng khách lưu trú cũng là tín hiệu lạc quan của nhiều khách sạn trên địa bàn thành phố trong giai đoạn hiện nay. Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, dịch vụ lưu trú trong tháng 11 vừa qua ước đạt 365 tỷ đồng, tăng 86,3% so với tháng trước đó. Tháng 12 này, dự báo lượng khách lưu trú tại Đà Nẵng sẽ tăng do hiệu ứng của các chương trình kích cầu cũng như chiến lược quảng bá điểm đến an toàn. Ở Đà Nẵng, về du lịch, về con người, về danh lam thắng cảnh, đối với tôi là tôi rất là có ấn tượng sâu sắc với Đà Nẵng. Và đặc biệt hơn ấy, thì là cái dịch vụ mà ở tại khách sạn mà tôi đang lựa chọn. Dịch vụ rất tốt, thân thiện, nhưng các bạn rất là thân thiện. Và người dân ở đây từ các bác taxi, các em taxi cũng rất là tận tình hướng dẫn chúng tôi từ những quán ăn mà những cái sở thích mà những cái tất cả. Tóm lại là sự lựa chọn khi tôi đến Đà Nẵng là một quyết định rất là đúng đắn. Mặc dù hiện các cơ sở lưu trú vẫn chịu áp lực lớn về cân đối thu chi khi hoạt động trở lại, nhất là các cơ sở có số lượng phòng lớn, tuy nhiên các đơn vị vẫn nỗ lực đảm bảo chất lượng dịch vụ như cam kết, đồng thời triển khai nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch trong quy trình đón tiếp phục vụ khách, đáp ứng yêu cầu về điểm đến thân thiện, an toàn như tiêu chí mà ngành du lịch thành phố đặt ra trong bối cảnh hiện nay.